Nào, câu đó là gì ạ? Đó là gì? Đâu nhỉ? Với điều kiện dẻo hypermix trong hệ tọa độ bất kỳ. Từ điều kiện dẻo này hãy thiết lập điều kiện dẻo trong khối tám mặt. Thì ở đây các bạn nhìn qua cái slide thì cô sẽ nói qua cho các bạn cái cách trình bày. Được chưa ạ? Cô vừa nói với các bạn là cái điều kiện dẻo chính là cái điều kiện mà khi mà ứng suất đạt được thỏa mãn cái điều kiện đó thì nó sẽ xảy ra cái biến dạng dẻo, được chưa nào? Xảy ra biến dạng dẻo. Thì ở đây người ta sẽ có hai cái phương trình, nó là phương trình về điều kiện dẻo của Chesca và điều kiện dẻo của Hupermix, được chưa? Thì câu hỏi của mình là sẽ rơi vào cái điều kiện dẻo này. Thế thì ở đây cái điều kiện dẻo mà các em đang nhìn đây này, đó là sigma 1 trừ sigma 2, bình trừ đi cái này. Thì các em không biết là các em còn nhớ không, nhưng mà chúng ta chỉ ký hiệu là sigma ứng suất ấy, là chỉ với chỉ số 1, 2, 3 trong trường hợp là gì ạ? Trong trường hợp là hệ tọa độ trục chính, có nghĩa là ứng suất của nó là bằng bao nhiêu? Bằng 0. Được chưa? Trong hệ tọa độ trục chính thì là ứng suất tiếp là bằng 0, còn ứng suất phát thì sẽ được gọi là ứng suất chính. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái điều kiện dẻo này, các em không cần biết là cái điều kiện dẻo này xây dựng như thế nào, được chưa? Không cần biết. Nhưng mà đây đầu tiên này, câu hỏi đầu tiên đó là viết điều kiện dẻo Hupermix trong hệ trục tọa độ bất kỳ thì đó chính là cái này. Được chưa? Không nhớ thì ghi vào, không đến lúc tìm nữa không biết là tìm cái nào, được chưa? Cái đầu tiên ấy đó là viết điều kiện dẻo Hupermix trong hệ tọa độ bất kỳ thì chính là cái đấy. Được chưa? Ghi vào đi ạ. Sigma x trừ sigma y tất cả bình cộng với sigma y trừ sigma z tất cả bình và cộng với sigma z trừ sigma x tất cả bình cộng với 6 lần tô bình xy cộng với tô bình yx cộng tô bình zx bằng 2 lần kf bình. Được chưa? Với kf là hằng số. Rồi, được chưa? Nào, chúng ta có một cái điều kiện dẻo Hupermix trong hệ tọa độ bất kỳ chính là cái phương trình này. Thế thì người ta lại có một cái câu tiếp theo, đó là gì ạ? Viết điều kiện từ đó, viết điều kiện dẻo Hupermix trong hệ tọa độ trong hệ trục tám mặt, được chưa? Thì cái mà cái điều kiện dẻo trong cái khối tám mặt ấy, khối tám mặt là khối nào? Khối tám mặt đây, để cô sẽ lấy cái slide cho các em. Đợi cô một xíu. Khối tám mặt đây, để nói để các em hình dung lại và các em nhớ lại cái khối tám mặt là cái gì. Các em nhìn cái khối tám mặt đấy chưa? Đây người ta gọi là khối tám mặt, có nhìn thấy hình không ạ? Chúng ta sẽ có hệ trục tọa độ là đây người ta ký hiệu là 1, 2 và 3. Nếu như trong hệ trục tọa độ bất kỳ ấy, hệ trục tọa độ đề các ấy, là người ta sẽ phải ký hiệu là gì? X, Y và Z. Nhưng tại sao ở đây người ta lại ký hiệu là 1, 2, 3? Người ta chỉ được phép ký hiệu là 1, 2, 3 trong trường hợp là hệ trục tọa độ đó là hệ trục tọa độ chính. Có nghĩa là mặc định là các cái ứng suất này là bằng ứng suất tiếp là bằng 0 và ứng suất phát thì sẽ được gọi là ứng suất chính. Và thay các cái chỉ số là x, y, z tương ứng là gì? 1, 2, 3. Được chưa? Và cái khối tám mặt này này được định nghĩa là gì ạ? Đó là đầu tiên nó sẽ có khối tám mặt là gồm có tám mặt, trong đó mỗi mặt này là nghiêng đều với ba hệ trục tọa độ chính. Ở đây là một mặt này, đây là một mặt, được chưa? Bên này một nữa, có nghĩa là phía bên trên này là 4, phía bên dưới 4 là 8 mặt, và cái khối này người ta gọi là khối 8 mặt. Tính chất của cái khối 8 mặt này là gì ạ? Ứng suất tiếp của nó sẽ bằng bằng 0 và ứng suất phát sẽ được ký hiệu là sigma 1, sigma 2 và sigma 3, người ta gọi đó là ứng suất phát chính. Được chưa nào? Thế thì bây giờ từ cái này ra, từ cái này
Đây là điều kiện dẻo Hubermits trong điều kiện trong hệ trục tọa độ để các bất kỳ. Thế bây giờ các em khai triển ra trong hệ trục tọa độ này, trong cái khối tám mặt này với cái điều kiện dẻo này nhưng áp dụng trong khối tám mặt này thì cái điều kiện dẻo này nó sẽ ra như thế nào? Như nào? Như nào được em? Có nhìn thấy vừa nãy cô nói trên cái slide đấy không ạ? Nha, cô nói lại một lần nữa nhá. Trên slide này có nhìn nhìn cái slide nhìn cái slide này chưa ạ? Có đang nhìn thấy không? Cái phương trình này đây, phương trình này người ta gọi là phương trình điều kiện dẻo Hubermits, được chưa? Và đây là cái điều kiện dẻo được viết trong hệ trục tọa độ bất kỳ, hệ trục tọa độ đề các bất kỳ x, y, z. Và dĩ nhiên là khi mà trong hệ trục tọa độ bất kỳ thì với mỗi một mặt phẳng nghiêng thì nó sẽ luôn xác định được gì ạ? Ứng suất phát và ứng suất tiếp, được chưa nào? Nhưng khi mà có được cái phương trình này, phương trình dẻo Hubermits này thì người ta lại nói là gì? Từ cái phương trình này các bạn sẽ viết cái điều kiện dẻo cho trường hợp, trong cái trường hợp khối tám mặt này thì viết như thế nào? Biết được là nhá, cô nói cái tính chất của khối tám mặt này, tính chất của khối tám mặt là ứng suất tiếp bằng không, được chưa? Ứng suất tiếp bằng không, và ứng suất phát người ta được gọi là ứng suất chính, sẽ được ký hiệu lần lượt là x, y, z thay thế bằng là diện 1, 2, 3. Thế thì bây giờ cái phương trình này mà được viết trong cái khối tám mặt này thì nó sẽ thành cái gì? Nào. Bằng số 6 nhân với tô x bình cộng với tô y z bình bằng không hết, thì có mỗi đoạn Ừ, bằng kia không, đúng bằng rồi. 2 căn t thôi. Ừ, thế còn cái kia thì ghi như nào? Sigma thì ghi như nào? Sigma thì mình sẽ ra sigma 1 trừ sigma 2 Ừ, đúng rồi, bình thế cộng với sigma 2 trừ sigma 3 bình cộng với. rồi, đúng rồi ạ. Thế thì cái câu hỏi vừa rồi các em chỉ cần ghi như này ạ. Đó là gì ạ? Ý thứ nhất trả lời là gì? Điều kiện dẻo Hubermits trong hệ trục tọa độ bất kỳ là cái này, được chưa? Thứ hai, cái ý thứ hai người ta hỏi là từ đó hãy viết điều kiện dẻo cho cái điều kiện dẻo Hubermits cho khối tám mặt, thì các em phải thêm một cái câu vào nhà này, trong khối tám mặt thì các ứng suất tiếp là bằng bằng không, do đó từ điều kiện dẻo Hubermits chúng ta sẽ viết được ra rằng là gì ạ? Sigma 1 trừ sigma 2 thì sigma 3. À, và các bạn sẽ phải nói thêm một cái nữa là các ứng suất phát sẽ được gọi là ứng suất chính, tại vì phải có chữ chính ở đấy thì mới có từ 1, 2, 3, được chưa ạ? Cô giải thích cái rồi nhá, đến lúc mà kiểm tra mà chẳng may nó vào câu này mà không làm được thì chịu nhá. Chưa? Rồi, có một cái nhé, có một cái chuông mà trước cô bảo các em đọc ấy, tuy nhiên thì cái câu hỏi mà mình để ôn thi ấy, là có trong đó, câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi nhé. Cô không nói là thi nó vào nhé, mà cô nói là ngân hàng câu hỏi. Nó có, đấy là cái chương về kết tinh. Chương về kết tinh. Trong mục 2.7.3, đó là kết tinh lại. À, các bạn ở trong cái sách ấy, sách của các bạn thì nó sẽ là trang số 56. Trang số 56. Thì ở đây nó sẽ có một vài cái câu hỏi như thế này.
Phân tích sự thay đổi của tổ chức kim loại trong quá trình kết tinh lại. Cô đánh câu hỏi ra đây slide nhé. Em có nhìn được câu hỏi không ạ? Ok. Bây giờ cô phải giải thích cho các em một chút về cái kết tinh lại đã. Cái kết tinh lại là gì đã? Được chưa ạ? Bây giờ cô sẽ phải nói một chút về cái này. Như thế này nhá, khi mà các em cô vẫn hay cứ lấy cái ví dụ là khi các bạn rèn ấy, khi các bạn rèn một cái chi tiết nào đó thì trong quá trình rèn là kim loại nó sẽ bị hóa bền, bị hóa bền đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ khó làm biến dạng dẻo với kim loại đó, đúng không ạ? Thế bây giờ để khắc phục thì các bạn làm như nào để khắc phục, và các bạn muốn biến dạng dẻo tiếp ấy, thì các bạn làm như nào đấy hả? Đúng lên ạ. Đúng rồi, đem nung lại, đúng rồi, chuẩn chuẩn chuẩn, đem nung lại. Và cái quá trình nung lại đấy thì khi mà nung lại đó các bạn lại thấy là gì, nó dễ biến dạng dẻo hơn, đúng không? Nó sẽ biến dạng dẻo hơn thì người ta gọi cái quá trình này gọi là quá trình kết tinh lại, được chưa? Người ta gọi đấy là quá trình kết tinh lại. Tổ chức của cái quá trình kết tinh lại ấy, thì sẽ xuất hiện trên cơ sở là quá trình tạo mầm và phát triển mầm. Thế thì nó tạo mầm như thế nào? Nếu như bình thường mà khi các bạn đúc nhá, mà muốn tạo mầm ấy, thì cái mầm nó sẽ tạo ra ở trong lòng kim loại lỏng. Còn ở đây khi mà kết tinh lại thì các bạn sẽ nung đến nhiệt độ bao nhiêu? Nhiệt độ là khoảng từ 0,4 đến 0,5%, 0,4 đến 0,5 T chảy. Nhiệt độ kết tinh lại. T này, T kết tinh lại bằng từ 0,4 đến 0,5 của T chảy. Thế là sao nhỉ? Cả chôn riết đi cô. Cô Z rồi đấy, Z nó mới ra như thế đấy. Z rồi nó mới ra như thế đấy. Cả chôn y lại. Nhì á? U chứ. Em là gì? Bấm em lại. Cả chôn y. Y thì căn chung y nó lại là ấy à? Chữ Về lại. nghiêng. Chưa, chúng ta sẽ có này, một cô sẽ viết một vài cái ý chính ở đây. Nhiệt độ kết tinh lại này. Kết tinh lại. Chúng ta sẽ có mấy cái. Thứ nhất đó là nhiệt độ kết tinh lại thì người ta sẽ lấy là nhiệt độ kết tinh lại thì bằng 0,4
đến 0,5 của nhiệt độ chảy. Chưa? Quá trình mà kết tinh lại thì khi mà kết tinh lại xong ấy, khi mà các bạn nung cái thép mà nó đã bị hóa bền ấy, đến cái nhiệt độ là từ 0,4 đến 0,5 nhiệt độ chảy ấy, thì cái hiện tượng gì sẽ xảy ra? Đó là hiện tượng là mật độ lệch sẽ giảm đi đáng kể. Được chưa? Xảy ra hiện tượng này. Khi kết tinh lại thì mật độ lệch giảm đi đáng kể. Cơ tính của kim loại thì sẽ được phục hồi. Do việc hình thành và lớn lên của những hạt tinh thể mới chứa ít lạnh. Em còn nhớ là gì ạ? Khi mà lệch nó nhiều thì trong quá trình biến dạng dẻo đấy, lệch nó sẽ gì ạ? Nó di chuyển đúng chưa? Nó chuyển động. Và khi mà lệch nó chuyển động thì làm như nào mà nó bị hóa bền được ạ? À? Em nó gây ra cái gì đấy? Các lệch giao nhau. Ừ, các lệch giao nhau thì nó sẽ tạo thành các cái chốt lệch hoặc là các cái dừng lệch, và chốt lệch và dừng lệch đó sẽ khiến cho lệch nó không chuyển động được. Mà các bạn cứ nhớ là nhỉ, lệch mà cứ không chuyển động thì có nghĩa là không biến dạng dẻo được nữa, tóm lại là như thế. Thế thì người ta sẽ khắc phục bằng cách là các bạn sẽ đem cái vật liệu đó đi nung lại ở cái nhiệt độ từ 0,4 đến 0,5 nhiệt độ chảy. Khi nung như thế thì quá trình bản chất của vật liệu nó sẽ xảy ra cái việc là nó sẽ hình thành những cái hạt tinh thể mới. Hình thành những cái hạt tinh thể mới. Cái hạt tinh thể là hình thành ở đâu? Nó hình thành ở biên giới hạt. Biên giới các cái hạt 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 tinh thể cũ ấy. Đó. Và những hạt tinh thể mới này có tính chất là gì ạ? Mật độ lệch thấp. Do đó là cái cơ tính của nó sẽ được phục hồi lại như trước lúc khi các bạn biến dạng dẻo. Được chưa ạ? Một cái ý tiếp theo mà các bạn phải lưu ý đó là tổ chức kết tinh lại. Tổ chức kết tinh lại xuất hiện trên cơ sở quá trình tạo mầm và lớn lên của mầm. Ý tiếp theo đó là tổ chức nhận được. Khi kết tinh lại phụ thuộc rất nhiều vào mức độ biến dạng trước đó. Cụ thể là gì? Mức độ biến dạng càng lớn thì mật độ lệch càng cao. Việc tạo tâm mầm sẽ càng thuận lợi. Chưa? Thế bây giờ nó có cái câu hỏi như thế này thì các bạn xem trả lời như nào. Cái câu hỏi vừa nãy ạ thì trả lời như nào nhỉ? Cái câu hỏi vừa nãy là gì? Đó là phân tích sự thay đổi của tổ chức kim loại trong quá trình kết tinh lại. Thì như nào?
Cái này các bạn ghi chưa? Đang trong Google. Không chưa các em? Xong rồi cô ạ. Rồi, thế thì cái câu với cái câu hỏi vừa nãy thì sẽ có một vài cái gợi ý để cho các em làm như thế này. Khi mà có cái câu hỏi về sự phân tích sự thay đổi tổ chức kim loại trong quá trình kết tinh lại thì mình sẽ có bốn cái ý chính để phân tích. Thứ nhất đó là khi mà mật độ lệch giảm thì cơ tính được phục hồi sau khi kết tinh lại. Được chưa ạ? Có nghĩa là gì ạ? Vừa nãy mới nói với các em là gì? Trong quá trình biến dạng ấy thì cái mật độ lệch của nó là phải tăng lên. Thế thì quá trình kết tinh lại là quá trình mà các em nung cái vật liệu đó lên đến nhiệt độ 0,4, 0,5 nhiệt độ chảy. Trong quá trình nung đó thì nó sẽ tạo thành những cái hạt tinh thể mới. Và những cái hạt tinh thể này có đặc điểm là gì ạ? Mật độ lệch của nó là thấp. Được chưa? Và dĩ nhiên là gì? Mật độ lệch mà nhiều thì là gì ạ? Khó biến dạng dẻo, tại vì do là trong quá trình biến dạng dẻo các cái lệch đấy nó giao với nhau thì ra hóa bền. Thế thì mật độ lệch nó giảm xuống thì cơ tính nó sẽ được phục hồi lại thôi. Được chưa? Được phục hồi lại như trước khi biến dạng dẻo. Thế thì cái ý thứ nhất đó là gì ạ? Mật độ lệch giảm thì cơ tính được phục hồi sau kết tinh lại. Đây là những cái gợi ý cô viết ra nhá. Còn lại thì khi mà các em viết trong bài thì các em phải viết dài hơn và các em viết có câu cú, các em lấy cái lấy tài liệu ra, đấy là tài liệu trang 57. Được chưa? Cái quyển lý thuyết biến dạng dẻo ấy của Nguyễn Tất Tiến ấy thì nó là trang 56, 56, 57. Thế thì các em khi các em làm thì các em sẽ dựa vào những cái ý chính mà cô đưa cho các em này và các em khai triển ra, được chưa? Chứ không phải viết chồng chọc mấy cái ý này ra đâu. Được chưa nào? Cái ý thứ hai để phân tích sự thay đổi của kim loại ấy, đó là gì ạ? Xảy ra sự hình thành và lớn lên của các hạt tinh thể mới chứa ít lệch. Được chưa? Cái này thì cô vừa lại cũng nói rồi đấy ạ. Thứ ba đó là thực chất của quá trình kết tinh lại là quá trình giảm năng lượng tự do của tinh thể. Cuối cùng thì là gì? Kết tinh lại xuất hiện trên cơ sở tạo mầm và phát triển mầm. Được chưa? Bốn cái ý này các em ghi xong chưa?
đúng chưa nhỉ? Xong rồi ạ. Được chưa? Đấy là một cái câu nhá, câu một cái câu trong cái ngân hàng câu hỏi của các em. Thì khi mà các em làm ấy, thì các em nhớ và phân tích ra ấy, thì các em phải phân tích đủ các bốn cái ý này và bốn cái ý này các em triển khai ra để viết. Được chưa? Chứ không viết liên thiên, không viết cứ ý nọ xọ ý kia. Nhá. Mình là 40 năm là hết tiết đúng không? Bây giờ mấy bao nhiêu? Bây giờ mấy 35 à? 4, 35, 45 mới hết rồi mà đúng không? Dạ, à, là 45 được rồi. Hả? 45 rồi, 45. 45, 45, 10 phút nữa thôi. Ok, vẫn được một câu nữa. Một câu nữa này, đó là những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức nhận được khi kết tinh lại. Được chưa? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức kết tinh lại này. Yếu tố thứ nhất đó là mức độ biến dạng. Được chưa? Mức độ biến dạng này thì cô gợi ý một chút này, ở trong cái sách các bạn cũng có hết rồi, nhưng mà cô gợi ý một chút đó là gì ạ? Mức độ biến dạng càng lớn thì mật độ lệch càng tăng. Độ lớn của các siêu hạt xuất hiện khi đa diện hóa càng giảm và mức độ chênh lệch về định hướng giữa chúng càng lớn. Như vậy thì việc tạo tâm mầm sẽ càng thuận lợi và số lượng mầm thì do đó là sẽ phải gì ạ? Sẽ tăng lên. Thì cái này các em nghe thì các em sẽ không nhớ được đâu, thế nhưng mà các em sẽ nhắc, các em sẽ xem ở trong sách nhá, và khi khi làm nhớ lại cái thi mà được dở tài liệu nó không được dở tài liệu nó khác nhau. Đấy là không dở tài liệu thì các em có thể là viết rất là ngắn gọn và phát ra thôi thì vẫn được điểm cao, nhưng mà khi mà đã được dở tài liệu nghĩa là các em có sách trước mặt rồi, các em chỉ có mỗi cái việc là các em tìm và chép, mà nếu như mà không đủ ý thì chắc chắn là điểm nó sẽ không cao đâu ạ. Cái ưu điểm của cái thi dở tài liệu, ưu điểm của nó là khó trượt, có nghĩa là gần như là các bạn là nếu như mà cứ chép chép là kiểu gì cũng khả năng là 4 là cao. Thế nhưng mà nhược điểm của nó đó là nếu như các bạn không biết cách một cách chép một cách tỉ mỉ đúng chỗ và chép đủ ý thì cái điểm cao của nó là cũng không phải là dễ đạt được, được chưa? Thế cho nên là khi mà các em tìm ý thì các em nhớ phải lưu ý là tìm ý cho đủ. Cái yếu tố thứ hai đó là nhiệt độ ủ và thời gian. Yếu tố thứ hai mà nó phụ thuộc vào để ảnh hưởng đến cái tổ chức kết tinh đó là nhiệt độ ủ và thời gian.
Nhiệt độ ủ thì không được quá cao và thời gian ủ thì không được quá dài. Nếu mà các bạn là tiến hành ủ ở cái nhiệt độ quá cao hoặc là cái thời gian mà các bạn giữ lâu ấy, thì làm cho các cái hạt nó sẽ to ra, các cái hạt nó to, và khi mà hạt to thì đấy chính là cái điều mà không bao giờ người ta muốn, mong muốn là vật liệu cả. Hạt to và thô sẽ dẫn tới là tổ chức kim loại là kém, được chưa? Sẽ cái cơ tính kim loại nó sẽ là kém. Đấy là hai cái yếu tố chính ảnh hưởng đến cái tổ chức kim loại khi nhận được, khi mà kết tinh lại. Được chưa? Tốt, được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây ạ. Hy vọng là sang đến tuần sau thì các bạn được đi.